loại nấm quen thuộc giúp giảm mỡ bụng và mỡ nội tạng. Nấm kim châm chứa 8,87% protein, 60,2% carbon hydrate và 7,4% chất xơ thô. Nấm kim châm không chỉ phòng bệnh mà còn có tác dụng làm đẹp và giảm cân. Ăn nấm kim châm thường xuyên có thể làm giảm cholesterol, ngăn ngừa cao huyết áp, bệnh tim mạch và giúp giảm mỡ bụng và mỡ nội tạng. Ngoài ra, loại nấm này còn giàu kẽm và giàu axit amin. Ở các nước như Nhật Bản, nấm kim châm đã trở thành thực phẩm thiết yếu cho việc chăm sóc sức khỏe và phát triển trí tuệ ở trẻ em. Nấm kim châm có tác dụng chống ung thư rất tốt. Thường xuyên sử dụng nấm kim châm còn có thể ngăn ngừa, điều trị các vết loét và tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, cần lưu ý nấm kim châm phải được nấu chín trước khi ăn, nếu không sẽ dễ gây ngộ độc. Vì nấm kim châm tươi có chứa colchicin có tác dụng kích thích mạnh lên niêm mạc đường tiêu hóa và niêm mạc đường hô hấp.